Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một món ẩm thực đây bạn. Đó chính là mực Indo mà luộc gừng nha bạn. Gì? Mực Indo. Mực Indo. Việt Nam mua mực Indo. Hồi chiều tao lỡ mà đi du lịch bên Indo á, nên có mua về mấy con mực để để anh em ăn lấy vị của mực Indo coi như thế nào. Dữ vậy sao? Mấy con mực chiều dọc sách vali mực khứa vào. Người ta thường là đi du lịch bên Indo, ta thích vali đồ, giờ ta thích vali mực đem về. Quá bự. Giấu con mực. Con mực nào giấu? Con mực nó quay tụi lao. Cái lao mực tầm bảy vô cái lóc mà. Cái lóc. Đây con mực Indo các bạn, nó khác con mực Việt Nam mình nha. Đây các bạn thấy cái màu đó, các bạn thấy khác hơn không? Đây dễ vậy chứ nó còn tươi lắm nha bạn. Các bạn thấy những cái đốm đốm mà bông trên cơ thể không? Đó, ý là nó cảnh còn nha, tươi. Tiếm tím đúng rồi. Bị rồi mồi không nổi, sống lâu mà sống kịp em. Nó bị mục nhọt nè. Đây hôm nay mình sẽ luộc gừng cho anh em, mình sẽ có cái trò chơi với cái món mực luộc gừng hôm nay bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho gừng sắc lát vô nha. Dĩa gừng cho thơm tho nha bạn. Bây giờ mình nêm cái nước luôn nha bạn. Trời muối đẹp chứ vậy? Này muối hả? Muối. Muối à. Yeah. Muối thì giống người ta có đường chảy, anh em mình có muối chảy vậy. Chảy à, quá đơn giản. Bởi vì ở ngoài tiệm ta bán muối phải đường chảy, còn anh em mình có muối chảy luôn trời. Ghê thiệt. Mình cũng có đường chảy luôn. Muối nha bạn. Rồi cho một chút muối chảy rồi. Rồi cho một chút đường cát nha bạn. Chút ngọt. Casino. Nêm. Kéo này vào đây. Chưa đâu, bé mới chết, hỏi nữa nó mới ngồi. Quải lòng. Đúng. Quải nồi tới đi tôi rách ké luôn quá. Quải nồi nè. Đâu biết quải nồi. Quải nồi trong cái nồi nè. Rồi, ngon lành nha bạn. Chờ cho nó sôi lên cái mình sẽ cho mực vô mình luộc nha. Tại vì mực Indo thì anh em mình phải luộc thịt luộc theo kiểu Indo nha, chứ đâu có luộc kiểu Việt Nam được. Đâu phải lấy tàu càng của mắt đá đi mới đã. Cái đó chắc quả lòng đó. Đây cái nước mà anh em mình luộc gừng nó đã sôi nha bạn. Giờ mình sẽ cho những con mực vô nha. Vô rồi nào. Wow. Không có săn lại là nó cứng lại à. Trộn đi fan, bỏ vô không? Phình lại đi không? Ủa nó. Rút lại kìa, rút lại. Phình bự liền không? Tại mà cái đô mà Indo là nó vậy. Gào gào. Đó. Mà cái đô mà chứ phải dân vừa đâu. Đâu lật đại cái nó phình nó rồi. Dạ nè. Cho 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 phình nhé. Phình không? Phình nó tròn chắc khỏe lắm mà không? Nè. Đó. Nè. Quá. Được 5 con nha bạn, quá đã. Một người bán một con này thôi cũng đủ là má nhìn không ra luôn chứ bây giờ các bạn coi nó bị bự lên kìa. Nó trời chắc khỏe không kìa, hồi nãy nó dịp tép mà nó nhìn thấy nó mềm mại bạn, giờ nó bình lên cứt khờ không? Trong cái nước này có ai hỏi hơi vô nè. Vậy là này là bóng bài hả? Ngộ à? Ngộ không ngộ, chơi mực Indo là vậy đó ông ơi. Vậy ngộ không? Đi trời. Lạ chưa, bất ngờ chưa? Đồ khoái mực Indo vậy, mốt tôi tìm mua mực Indo cũng có đâu. Nó phình phình nó phình. Tao nãy không yên tao nè. Trời nổi rồi anh, nổi rồi anh. Chạy cái bụng nó rồi. Không có nghe nè. Không bỏ nó giặt bụng nó nắm dưới đây nè chạy. Đâu? Tạo nhìn nó mày còn chết xanh nhìn chụp tụi. Cái gì mà? Rồi tới nữa. Rồi. Các bạn ấy tới một chị mà tự nhiên này tôi quần đẹp gái. Thôi này. Hôm nay giống 7 tiếng như chơi đúng không? Rồi rồi. Thôi bây giờ đóng nắp lại cho nó sôi khoảng vài 3 phút mà cho mực nó chín nha. Đây thì mực Indo mà anh em mình luộc gừng nãy giờ đã chín với bạn, giờ anh em sẽ khui ra thử coi nó như thế nào nha. Thấy bé nó hồng. Đâu ba. Quá. Gì đó lộn mới chạy. Đỏ lộn luôn chạy. Đâu mà. Ở đâu rồi Indo. Indo. Đây bây giờ mình sẽ tắt bếp bạn. À Indo là đỏ đô. Đúng rồi đỏ đô. Hay nữa. Chút nước coi nha. À, chạy nó phình lên giống như con gì. Trời ơi, nó đâu rồi. Trời chạy chi chân đi. Gấp dưới đất đi. Trời ơi, cũng đâu nó chạy. Cũng đâu nó chạy. Yếu hàng cái chín quá gì. Chín quá rồi. Chạy mình gấp nhớ ông đây. Thấy nãy con mực chà bá không vừa luộc mực. Trời ơi, trời ơi, thịt nhẹ. Thịt nước cái mát á. Trời ơi. Đúng nhìn láo quá. Quá rồi. Nó no tròn chắc khỏe lại nha bạn. Wow. Thì không thích chạy cái đầu này chắc không béo đâu. Chứ không ngon mấy nào đâu. Ừ. Mình đá vậy chạy. Cái đầu này mà chấm vô nước mắm thằng hánh của anh em mình cái nghe thì thứ gì chứ nói mớp. Không chịu nổi đâu. Ngon gì mực ngon ý trời. Quá em.
Wow. À. À, kính chào, cái đầu mực giống như mà cái đèn trung thu quý chị. Rồi nó về ngủ đi chơi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ làm nước chấm thần thánh để dọn đi cúng ông bà đất đai. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng chơi trò chơi để ăn cái món mực Indo này với mấy anh em mình nha. À, các bạn ơi, thì anh em mình vừa cúng mực Indo luộc gừng cho ông bà đất đai ăn xong nha bạn. Bây giờ tới anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng chơi một trò chơi với mấy anh em mình để phân thắng bại, và hai người ăn, hai người sẽ nhịn thèm nha bạn. Thì anh em mình có thấy được một cái trò chơi nói chung là rất là hài hước và tuyệt vời nha. Để anh em mình sẽ chơi nha bạn. Đây là hai cái ô vuông, anh em mình đã cân đo đong đếm chỉnh tề là bằng nhau nha bạn. Đây một hình và đây một hình nha. Hai người chơi trước và hai người sẽ chơi sau. Khi mà bịch mắt lại đứng trong cái ô vuông này, mỗi người bước 100 bước chân, khi mà bước đúng 100 bước chân mở bịch mắt ra, người nào mà đứng gần ô nhất là người đó ăn, còn người đi xa ô nhất là người đó thua. Ok, okay. Đơn giản vậy thôi. Mang dép đúng không? Mang dép chứ. Mang dép. Tại này mình phải, nếu không mang dép mà nó sẽ cái giò mà nó sẽ cảm nhận ở dưới cái sàn này sẽ điều chỉnh cái bước chân lại vô ô vuông, không được, phải mang dép. Rồi, ok. Ok không? Nhưng mà bước là không được ngừng phải không? Không ngừng. Không ngừng. Là giò kéo ngay đầu gối đúng không? Là giò là kéo gối giống như bị kéo rồi nha. Nè. Và cái này nghe được rồi. Ừ. Đây. Ok không? Chứ không phải bước nhí 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 vậy nha. Ừ, nhí nhí vậy là tốt tốt luôn á. Nhí thì không được nghe không? Ok không? Gì bước thì giống bú vậy. Bước giống bị kiết cái cả đầu vậy. Rồi. Rồi, mỗi người sẽ có 100 bước chân. Người nào mà bước ra xa ô nhất là người đó sẽ. Còn bước trong ô là sao? Bước trong ô là người đó ăn trực tiếp là chắc cú rồi. Nếu mà hồi nữa hai người ra xa lấy con dây bẻ đo. Đúng rồi, người nào okay. Đi xa ra khỏi ô phải đo rồi. Ừ. Rồi. Bịt mắt nha. Ok. Lắm. Ok. Ồ. Oh. Rồi đi chơi mẹ. Đi vô quen. Đi vô quen. Tại cái gì quen không có. Hình như là bán đồ cho người phải không? Ừ. Trời. Bán là rồi. Ừ. Ừ. Oh. Là đi cặp cái đồ nha. Ok. Ồ. Oh. Ồ. Oh. 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 Khoan, từ từ. Thôi suy nghĩ là rồi. Ra trước là sao? Ra trước đi sao đi? Ra trước là đi cuối cùng nha. Ừ. Ồ. Oh. Ừ. Á đủ. Trời. Thắng trước luôn nha này. Thôi trước mày. Thôi trước không? Thôi trước. Thôi trước. Thôi trước. Rồi thôi trước. Trước. Không vậy không được trời. Ừ, bị nước cao, nó bước cái giò cao, nhiều gà đúng không? Trời ơi, nó cao. Đây bây giờ mình sẽ bịt mắt hai thí sinh lại nha bạn. Rồi ok. Thằng nào hí là ăn tay mày húi dữ mày mới móc gì mày? Không gì đâu. Trời ơi. Rồi, ông lấy cái này ông cưa cái đầu đi mày. Chắc đi nha. Trời, bữa nay là quẩy mày ăn đồ Việt Nam, ăn mực Indo chứ không phải nói chuyện với trời trời. Trời em buồn heo cắt Indo không? Ờ, buồn heo cắt Indo mà. Ok. Ha ha. Ăn miếng chưa, ăn được miếng gì vậy? Rồi ông cụt xong rồi chỉnh thằng hàng ngay giữa nha ba. Chỉnh là hai thằng bằng nhau nha. Ừ. Hai thằng gì ông nội? Hai thằng bay sao bằng nhau được, thằng lùn thằng cao sao bằng nhau? Cao chứ là tôi cao với hẹp vậy. Mà cao thằng lùn. Cụt cái con dây của ông lùn nó như cái khúc của con tay dữ xíu rồi. Cái đầu con lùn bự quá, cái đầu con tay ơi. Ừ. Gì ông nội? Trời gì vậy? Thôi không có thử. Nó tụt nó sao trời? Còn ngắn con dài mà. Để điều chỉnh cái này giữa làm sao? Đây bây giờ tôi điều chỉnh rồi nha. Làm gì sống ghê trời. Sống gì trời, tôi điểm chỉnh ăn mày. Mày đang tôi mắt điểm trụ luôn quá, ông lộn ghê vậy bà. Mày nói cho nhẹ nhẹ. Ừ, mày nói nhẹ đi. Ủa, mày nói cái chuyện cắt trời. Mày nghe 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 mày. Ừ. Xích qua đây nè. Ừ. Rồi quay thẳng ra em nè. Rồi. Rồi cho ông gì luôn đi. Ông nội đè cái giỏ gắt à. Mày yếu hèn cái giò bị tay biến cái gì vậy? Đặt cái ba. Rồi đó. Rồi đi ơi. Rồi ok. Đã không thấy được rồi. Rồi mày giò chân bẹt cái gì vậy? Xếp giò lại. Xếp giò lại. Ừ. Rồi đó. Rồi đó. Trời ấy cũng bạnh ra hả? Em muốn mua dâm, mình sắp mà ngay giữa rồi. Sắp rồi ngay giữa. Sao cãi mày? Để họ không cũng bằng sao? Rồi. Mỗi người sẽ có 100 bước chân. Tại điểm không? Chân bước là dở nghe đầu gối nha. Ok. Dở 100 bước, mỗi rồi. Người từ anh em tự điểm nha. Ừ. Rồi. Ok nha. Dứt đây. Ok. Điểm mở ba lụm nha. Ừ. 1 2 Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93
Rồi đi luôn, đi luôn. Đi ra chỗ. Rồi, giữ ra chỗ nha. Đi luôn nha. Đường sao mà bước tao ngay chống giữa ô không chạy. Đường đây luôn. Đến nhà hang bay nè, hí hí nè, bởi vậy hang bay nước ngay chống luôn. Ê, hay không giữ yên tại chân, tại chỗ đừng nhúc nhích chân nha. Rồi đây nha. Rồi đi. Ông gỡ luôn đi. Bắt đây để công mày bê bê cái mày là bắt thua. Đi tại chỗ nha. Rồi nhìn xuống. Để đo nha, 2 bay 50 á. Rồi. Đó. Ê, tính ra là ơi, tính ra là ông Teo ông không thao gần hơn xíu ha. Mà thôi. Ok, không sao. Đây bây giờ mà lấy con rồi. Bạn giống như mà đi khi xưa mà cho bắn đạn nha. Giữ dừng nha. Sao u rẻ tiền rồi. Nghe sao bây giờ giữ thằng này trời. Quắc vợ mờ vậy á. Phải đi thầy chỗ chạy. Chỗ chạy. Bây giờ đo xe dưới bạn. Là đến từ đây hay là từ đây? Từ đây nè. Từ đây. Cái ghìa mất đi. Ghìa mất không? Đúng rồi. Đưa ghìa hẳn lại. Đúng. Tôi không hình được cái giò trái này khứa già luôn rồi. Tao thua rồi. Thua mày chừng một hẳn xíu rồi. Qua qua bản xíu sạp. Đúng rồi. Rồi nha. Rồi ngay đó luôn. Rồi bấm nè. Rồi. Bằng dây luôn mà không biết chỗ nào rồi. Rồi để cái đó đi. Trời ơi trời ơi. Vậy là lông đá nhìn miệng nha bạn. Ừ. Lùi xíu rồi nha. Vậy là lông thua bán nhiêu rồi nha bạn. Ê mấy ông này dở không đi được. Không đứng được trong ô nữa hay. Cũng đầu tiên là mày tám mấy cái là mày còn thuốc đây luôn à. Tự nhiên mày còn 20 cái cuối mày đi tới đó kìa. Tao bỏ giò không sao không nội ơi. Mày đi từ từ nhích lặng miếng. Đúng rồi. Không lúc đầu ông lùng ổng gần hơn. Ừ. Lúc sau mày đi ba cái tới đó. Trời ơi trời. Lần đầu tiên ông hả? Đúng rồi, đầu tiên là mày đứng ở ngay góc này hoài không ai nè. Tự nhiên còn mấy cái cuối là đi đủ. Rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Trời nó bắt đi. Mỗi giò rồi không? Rồi, vậy là cái đó đầu tiên. Mỗi giò ghé mày. Lùng nhìn miệng. Rồi. Nghe được ăn nha. Rồi ok. Bây giờ cái mình vậy lên đóng một trận sinh tử có được người nào được ăn các bạn nói xem nha. Rồi. Vậy mà nãy tôi làm cái ô mà nó bự. Rồi bắt rước nha. Được coi. Thắng dài chưa? Thắng sàn. Nghe mắt chưa ông Lùng? Nãy ông siết cho tôi biết. Mang nha. Mang tông Lào mà ăn mực Indo biết ghê chứ. Indonesia nè. Mà lấy con dây lột xong hai bên kéo cho cái màu nó móp lại cho bù ốc ra ngoài luôn mẹ rồi cứ khừ luôn á. Indo nè, nè anh hai. Đậu ổng mỗi giò rẻ tiền luôn chứ không sàm không hổ đâu. Có khi nào tao đi trăm bước không nổi không chạy. Thiệt đó, mỗi giò lắm. Mỗi cái đùi lắm. Ừ. Ông bước cao y nhưng mà nắng cổ đùi vậy đó. Luôn ông cứng không chơi cho sao lần nào tao cũng đấu với chùm cuối trời á đù chứ hả tôi không à. Không đợi chung yếu hẹn chứ nghĩ sao tao lúc nào yếu hẹn nó chứ đó tao đấu với nó không à, anh em đứng nha làm chỗ nha à, anh em sẵn sàng chưa rồi tôi đếm tới ba là chơi nha à, okay. Này ở ngoài cười chỉ cười nhít nhẹ nha đừng có nói gì nha ok rồi okay. Nói gì không đếm nha sẵn sàng chưa dạ đó thì chơi thôi vậy qua đó thì chơi 1 2 3 Tôi đẹp ghê vậy.
đâu không đi ra thiền coi. Ông lộn chậm mới hoài xém té luôn á. Đâu tôi lụi mình tôi xém té đâu đi là đâu không đi xém chạy. Nãy trong tâm trí mình là nghe ông xạo quay vòng vòng mình nha bạn, cho không ai đi thẳng nữa. Mình không tâm trí không nghe gì, mình chỉ bước mình điếm mà. Bước dễ thèm không nào? Hồi nãy là ông còn lấy gì bậy ông đồ mình nhung lộn mà ông cởi đồ mà ông tới cái giọng luôn. Đi tao đi, tao đâu chạy. Đi cốt cầu đi, chứ không này nè, quẹo phải vô vòng dưới xe. Mệt quá trời mệt. Mình lái đồ dưới trời. Ôi đi xa vậy. Lần nào mà đấu chùm cuối không thua như quải đạn thì chứ. Mỗi giờ không, mỗi giờ không. Yếu hoàng. Không thua được chắc. Thua rồi còn mẹ nữa. Chắc không mỗi giờ đúng không? Chắc xỉu luôn chứ mà. Chân kêu một ké luôn trời. Bật cấm nữa mạch cái mạnh luôn. Nói chung mà đã thua chùm cuối các bạn, bây giờ là chùm cuối và tay ăn. Mình và Lùng Vĩnh Hàm nữa nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng ăn tọa xuống để thưởng thức cái món mực Indo luộc gừng với quay phim và te nha bạn. Lại tiếp tục là chu mỏ nhìn miệng nữa nha. Chu mi nè. Đúng là quái đạn vậy chứ. Ông nói mình với ông Lùng là trọng trọng ngô bà, ông trọng ngô dữ hai mình á. Cũng đứng ở ngoài coi hai nó cho mình thấy dễ ăn. Đơn giản không? Ừ, đơn giản dữ à. Nếu mà như mà nếu mà cái chài này bự đó mình đi tiếp pháp được chừng. Ông có giọng là ông té chứ đồ nghèo hay quá. Nếu mà nãy ông đấu với ông tè, tôi đấu với ông Lùng là hai mình nhìn thèm luôn rồi. Ừ. Thành ăn luôn rồi. Đi diễu hạn chạy. Đi diễu hạn chạy. Đi sát anh đâu chạy. Anh xui ông nội ơi. Bộ hai giờ tại mày... gì mà bước chân không có kiềm chế được đâu. Bộ hai hai giờ mày bị mấm thì đi nhí 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 nhí. Cắn cưa, cắn cưa mà. Đi ra ngoài anh em được không? Tôi ăn lùng, tôi ăn lùng như là cái cộng với bẻ đo là khua cộng lóc. Đây bạn. Quá ngon luôn nha bạn. Quá. Mực uống nụ luôn nha bạn. Mày thấy tao bên đi quy lực không? Đủ thì thôi nhé. Mà hồi nãy là khúc mà mình bịt mắt lại mình đi với bạn mình không biết là mình đi đủ 100 cái không biết. Ở đây. Tại mình mắt là mình mắt mình điểm lý đại. Tại vì hai người đếm lộn xộn bạn mình không nghe vậy chứ. Đây bạn. Trời, có em mấy đi ca. Ngon rồi nha. Lại tiếp tục là nhịn nữa hả? Nhịn nữa chứ hả? Rồi này. Mời tất cả các bạn nha. Mình làm cái mũi tàu cái cho bạn ơi. Làm mũi tàu hả? Ừ, mũi tàu. Vậy em làm đầu tàu đi. Ừ, ok. Đang chấm đứt trong thánh. Các bạn nha. Đi mình làm đầu tàu bạn. Mày đi bên đây. Đi cố gắng rồi bạn đi gì mà đậu phộng. Đậu tàu nha. Phải tới tới tới. Ta cố gắng lắm đó. Vô này. Đi đấy đó. Vô. Tới chỗ lấy xe luôn cái gì quẹo phải nhẹ. Ông tao tính đi xuống sàn luôn vậy. À, ông tính đi vòng tròn nhiều mình với Vin phải không? Tôi hiểu rồi. Bạn nha. Tao tính đi chặt cua cái ô với Vin, rồi với Vin đi qua cái ô của tao phải không? Nhưng mà chưa được á. Ngon cực kỳ chứ ba. Ăn được không? Giòn, ngon nhẹ hả? Ăn được hả? Thôi trời ngon luôn, cực kỳ luôn hả? Ăn được hả? Ăn được hả? Ăn được hả? Chào biến rồi. Chào biến thử rồi. Ăn ở cảm nhận rồi. Ngon nhẹ hả? Người thôi vậy tặng mong qua thôi xin chào gầm. Tao thua và tao tức mà có thằng Lùng cà lẽ thua nó tức thua xíu nha đúng không? Tao thua nhiều tao có tức đâu. Sao tức ngủ thì mày tức chắc rồi, còn tao thua nhiều tao có ngại gì đâu. Rút mày ra đúng không? Thằng ăn ăn hai con kêu hai con gửi thì mệt chứ không vừa đâu. Tỉnh luôn á, tỉnh luôn, tỉnh luôn á. Này có sĩ đế tán vô nữa là quéo luôn, tán vô là tỉnh tỉnh ngắt hùng luôn quá. Trời ơi, mong mày nghe. Ừ. Nó săn lại giống khu mực như mày. Trời không cho rồi đúng rồi. Ờ, cũng nắng không? Ngon lắm. Dài lắm. Dài đâu hả? Cái rau mực cái dây. Giống sao cái trắng giống như mực nắng chạy. Giờ ngon ghê vậy không hả? Nè. Còn nước này cái này. Mực uống nước sốt nè mày. Chứ hả? Đấm bằng liềm lại. Uống sốt thấy hèm vậy. Chưa rồi. Nước. Uống nước sốt này ông nội phải nghiên. 380 độ. Ngon lý gì chạy. Các bạn nha. Quá. Wow. Dòng vậy ta. Ngon. Ngon. Mực Indo ăn giống mực Việt Nam không? Giống, giòn nó ngon mà ơi. Cú chan gì đó, mực nào cũng là mực hay gì đâu. Có là con mực thôi. Ừ. Thôi dắt về mua nó xa miệng quá. Thôi miệng kia. Ngon chết luôn á trời. Tính ra trời chơi mày quái gì với trời đậu phộng. Không, đi, mực gì nó ngon chay dữ trời à. Ngon thiệt lắm rồi. Ngày dài em dọn. Đã hồi nãy khúc mà nó chưa luộc không? Để dài thầu lộn còn Sài Gòn mà luộc cái nó săn lại giữa đường nào mà nó không mà không dài. Đúng. Săn lại mới ngon chứ hả? Trời ơi trời chơi chơi này tôi ngày xưa tôi dặn động viên bước chân tại chỗ mà bữa nay tao lâu quá luộc vậy. Động viên bét luôn hay đi dư đạn luôn. Phải phải chơi dao nào đi xa thắng được trời. Đúng. Hèn chết. Ông nãy chạy bộ dặn viên đi bộ dữ rồi.
Ông nãy ông đi xa là ông bay xuống võng luôn. Thì đi xa hắn mà sao vậy? Thì đi xa đó. Ừ. Bay võng là đi xa đó. Đi theo bà luôn đi xa vậy. Vô bạn. Nè. Bây giờ chơi trò cho đi xa chắc ông đứng tại chỗ không? Tôi nghĩ là vậy không đi luôn rồi được. Đây bạn, vô bạn, ngon nha. Ngon. Mình mới mốt mình cứ chơi trò chơi lại đi. Mà chơi là giao là chừng nào đi luôn hắn nha. Các bạn nha. Dễ mới biết á. Là có cái xíu ơi. Ngon lắm. Nào còn chưa biết ăn mà lấy đô cũng như nào cũng trời quái đạn hơn chứ. Mình đô nè. Dạ. Cầm mấy điều nước chôn à, ăn Indo nè, dê đi du lịch bánh là tao ăn ghẹ Indo bánh này. Ừ. Cua Indo mà nhanh như vậy các bạn còn đuôi. Cái đó cái đuôi hả? Cái đầu mà cái đầu mà vô bạn. Các bạn nha. Wow. Hấp dẫn quá đi lắm à, mốt chơi trò chơi đi bộ này mình làm cái ô chủ nhật châu Á luôn nha anh em ơi các bạn nha. Mốt á trời, phải chơi đi sáng đi bạn. Đi gần ổng lỗ mà mày. 11 là ông phải chơi giờ chơi này ông phải lấy mấy cái biển báo quẹo phải không trái rồi ông chơi. Có biết mày đâu quẹo. Đúng, ông chơi đúng đường cái là ông ăn chắc luôn á, chơi quẹo phải ra không đi phải quẹo phải y chang luôn trời. Rồi. Nữa mình vẽ mấy cung á. Hồi nãy tao có chặt cua luôn hả? Ông đi ảo lên cái quẹo qua đây nè, ông đi ngang tao tiên qua em luôn á ba. Gì ghê mày. Gì chứ. Tại vì khi mình mắc lại mắc phương hướng và cái giò mình bước liên tục mà nó mỏi cái mình không biết là mình quẹo hay là đi thẳng mình không biết luôn, không cảm giác. Ông ông chơi phim mượn phim nó tưởng nó đứng ở giữa làm cục nhân đi vòng tròn á, tôi nghĩ là phim vậy luôn á, ông lướt ngang luôn mà phim em bị bịt mắt sao biết được. Em có biết gì đâu, em thấy ông đi vòng vòng em không à. Cái giò mình nó như nó bị mắc cảm giác mà ăn đi nó không biết là đi hướng nào mình không biết luôn á. Bịt mắt phương hướng nữa không mà hồi nãy trong đầu tao suy nghĩ là thắng chắc tao đi trong ô luôn á. Đúng. Tôi cười đâu dữ à. Hai chân thì mang dép thì có biết được là đi ở đâu không có nào y chang. Bởi vậy đây có những cái đường kẻ anh em mang dép mà đúng bạn mới lộ rồi. Tao cứ tưởng tao đang đi trong cái ô không á, tao thắng chắc luôn á. Mở ra tao đâu tới giỏng dữ thằng trời. Hồi nãy có cái máy cưa hay gì tôi cưa phút này đem mở. Nói chung các bạn biết sao mà phút mà chưa mắt là mình biết mình đi gần cái giỏng không? Tại khúc mình bước đi là cái pháp đồ bị đụng vô cái giỏng rồi, nếu không có giỏng là mình đi dưới luôn. Tại khi mà phát hiện mình đụng cái giỏng là mình đáo ngược trở lại á. Đâu đó là mình đi dưới luôn. Không đi ra. Ông còn thông minh đấy. Giờ thông minh chắc này đi luôn quá. Thông minh sống không lâu đâu. Hồi nãy em chưa biết giỏng bên đây, giỏng bên đây luôn. Tại mình bắt đeo rồi mới biết. Không biết. Chỉ đây bị bác cái giọng là biết là mình sắp gây giật rồi á, nhưng mình quẹo trở lại. Đấy nè, ngon quá. Quỳnh quá, chơi này đối với tao yếu hèn quá. Không yếu đâu. Nhưng mà yếu hèn đỡ hơn mấy thằng mà thua con game thiệt. Cãi tao đây. Nhỏ cổng tóc luôn. Ờ, thua con coi khuẩn mới đau, người ta thua quá nhiều rồi sao gì nữa. Con quỳnh quất. Cái đó xui thôi. Xui dữ chưa. Không bại tại kỹ năng thôi chứ. Kỹ năng thôi xui thèm. Kỹ năng tôi công nhận là tôi cố tình tôi ăn game vậy mới tức. Rồi rồi. Tính ra hai mày nó bước sợ yếu hèn đi gì chút xíu. Không phải tay đi chân. Ôi, xa rồi, cái gì vậy? Phải tay đi, phải khí đấy không? Đúng rồi. Ừ, đi yếu hèn chứ. Phải ông đi vậy là quyết rồi đó. Ừ. Vậy em nam tính phải đi vậy á. Vậy mấy mày mới ốt mà đường lên đỉnh Olivia là không lại thằng tao đâu thiệt luôn. Mấy ông giờ là vô ta thử chơi được chơi là lại hẳn từ đầu luôn. Làm gì thở chảy. Đi quẹo quải, quẹo cái gì tùm lum ra, một bên nhẹ. Ta đi vượt mấy cung nội ơi. Ừ. Tối anh em mình sẽ chơi vòng chơi không. Biển báo cho ổng gỡ lại nha. Bước 100 bước mà mệt hơn hút hết 3 hộp dầu 30 cái. Mệt rồi mệt, thấy khỏe chứ mà. Mẹ luôn chứ mệt. Rồi lắm rồi. Ừ, mỗi trò mà hỏi chó luôn. Bắp chuối giờ nó xong rồi nè. Bắp chuối hả? Ừ. Ừ, củ gối nè. Ngon trời. Ừ, biết mẹ rồi. Mẹ con rồi trời. Cái này giống như, con nha bạn. Giống như mà cái bài hát gì leo núi đi em cho chú nợ nó tìm nó gì. Alo alo. Đủ. Alo. Ai đạn chứ. Rút đau ra. Alo. Ừ. Cái đầu nó nghỉ ngon. Rút kiếm ra. Rồi trời ngon. Rồi nãy mình ăn cái mũi tàu với giờ mình ăn cái đầu là tàu đó nha bạn. Rồi mình ăn cái đuôi tàu trước nha bạn. Đúng rồi xong luôn. Mà tất cả bạn nha, làm con hai với anh em mình nhỏ chơi trò chơi, chơi hiếp hụt quá mà. Cá voi tìm nước nước chấm. Chùm. Ơi. Khi mà thấy hai này ăn con mực này ta mới chợt nhớ lại đó, tao có coi bộ phim mà bộ phim hài nước ngoài mà lấy con gà bỏ vô cũng bắn. Ừ. Có phim coi cừ quái đạn cừ từ đầu buổi có mùi quá. Cái gì á? Bộ phim Mỹ sao á, bộ phim mà mấy kia đang đi tàu ngoài biển đó rồi. À, tôi nhớ bị bòi con gà vô nó bắn cung á. Mỹ Lào nữa. Cái đâu? Lào. Có bộ phim nó nhớ có con rồi. Lấy gà bắn cung trời. Khi mà cái à cái bô không?
đúng rồi, gấp bô gấp bô giống như là ô pin đó, mấy người đó là đang giống như đi vượt biên hay buôn lậu gì đó, còn bị cái tàu của hải quan người ta chặn lại. Mấy người này một người thì giả bộ câu cá, chục cái thằng câu be giữa biển nữa, còn kia họ lấy con gà bắn cung nữa. Em biết yếu hàng á, tôi nhớ con mực bắn cung Indo mà ông nội hay gà nào mày bắn cung nữa, cái bộ phim ta con mực mày chế nữa đâu mà có biết đâu có mày không mà con mực chụp dâu nè vậy là mày không có tuổi thơ coi những bộ phim này rồi. Trời về hai cái hàm quá quá ngon mọi bạn nha. Thế này mà cho ông lùi ăn ông không nước trọng quá trời. Khóc luôn mày. Thiệt luôn. Hên là nó thua cho nó. Đúng khóc rồi. Luôn mày. Hên á, ông hên á. Nhưng mà ngon nha. Ngon lắm mà. Nhưng mà nó hơi dai thôi. Hơn. Mình nêm ngon các bạn, nãy đường nêm thấm thấm rồi. Đó làm đường nó giữa mùi nó thơm nhẹ. Thử mùi tanh của con mực luôn rồi. Đúng rồi. Không có nghe mùi luôn. Không mùi tanh đâu, hồi nãy gừng nhất chân mà. Không. Mực dai rồi mới ngỏ máu. Đúng rồi, mực đảm bảo mà. Mực mà bụng quá ăn không? Nếu mà ăn bụng xèo đó mình xịn rồi đó. Đúng rồi. Dai mới ngon. Này dai mùi dẻ vậy. Dai này mực này mùi dẻ chứ không phải mực Indo. Dẻ. Mực mua. Nó bán cho cái mực mùi dẻ. Hai chữ nhẹ đó chứ. Ừ, người ta ghét mực quốc không luôn. Cắn cái cắn nó nhào xuống tán đó luôn á. Đúng. Ta nhìn miệng. Dai mo đúng không? Ta nhìn miệng miếng nào là xứng đáng miếng đó luôn á. Mực mà mình tưởng miếng tà mo không chứ. Dai ngon vậy mới ngon á. Dai ha. Dai, dai. Dai đó bay. Không nói vậy mà chưa bằng về bằng cái mặt mày đâu. Mỏng hơn mặt không? Vậy là hai ông mặt dày quá không? Tôi cũng bị mặt mỏng không? Có đai mày mặt có đường đan đường nhựa. Đổ với tông luôn. Thôi bạn nha. Ngon chứ trời. Ngon quá đi. Ngon thiệt quá. Vậy à, lần sau mình có chơi trò này lại đi. Mà mình chân mình mang vài ba tim đi rồi. Mà đủ té đổ không chắc mày hiểu chín lần luôn quá, vừa đứng lên cái chắc chuột cái đầu cắm đâu đi đâu không biết luôn quá. Giờ té cái bạch, giờ té cái bạch đi bà tên mới ngầu chứ nó mở mắt nó biết đi được chưa, nó hẹn cô có cái chi mà bịt mắt giờ lên té cái đủ vậy đó, té không té lên cái mắt cờ gài quải luôn quá, không hài đâu chết luôn. Cái đó bụng là cái đấy vừa gùa luôn á trời, cái đó không hài là chết luôn, hài mộng gì. Trời ngon có đấy bụi đấy. Mày thấy một chát thiệt chứ. Ngon quá đi. No luôn rồi. No không no trời. No luôn trời. Thế ngon lắm vậy. Giờ hai con mực đó không là mày luộc giò mà căng lại bèo nhất còn hơn nửa ký gì vậy mà chơi trời. Rồi bạn ơi. Đúng rồi huyền ngụy luôn mà. Thật cái vậy cui luôn. Nhìn thấy hai bơi ăn mà lụng nhìn theo thấy đau khổ. Nãy giờ tôi nghe sạch miếng. Ngồi xa quá. Chế. Tại vì nó không tập trung nhìn miệng chăm chăm, tại nó còn quay quay đấy đâu, bởi vì nó đâu có nhìn miệng chăm chăm đâu. Dưới thổi mà. Đâu không. Vô đây. Dưới thổi mà. Đây. Vậy nó nhìn miệng chăm chăm, tao nãy sắc mấy lần nữa. Wow. Rồi sao không cần nghe gì trong ba bước. Bạn nha. Wow. Sao nãy chơi 200 bước, chơi có 100 bước có hẹn rồi. Tôi tính chơi 300 bước. Rồi bạn nha. À dám bước chắc ông giờ chở ông đi dập viện quá. Tới hàng rào kia luôn. Hồi nãy mà căng giỏng không khi mà bước á ông rất cảm nhận là tao bước lại chỗ nữa thiệt cái bộ. Tôi phải bước lại chỗ. Tôi mới cảm nhận ông bước từ vòng nè. Tao bước tao cảm nhận mày bước vòng vòng tao á. Tôi ai cảm nhận ông bước vòng vòng luôn á. Không biết sao không? Nếu đáng lẽ ra là mình là không có tự điếm, tự điếm là nó biết. Đúng không? Tao biết. Không biết gì. Tự điếm là mình biết không? Biết tao biết. Biết gì á? Biết nào trước nào sau không con? Biết nào đi đúng nào đi đi sai. Ừ. Tao biết được. Tại bước đi của ông có là mình đã bịt mắt rồi, mắt phương hướng rồi, miệng mà điếm nữa, lúc đó là mày không còn tập trung được nữa không? Còn cái bước chân mày nó mỏi nữa, đâu tập trung được gì đâu. Không mà vừa chạy đâu chân mỏi nữa, vừa bước mà vừa bước mà vừa điếm nó mệt rẻ tiền đúng không ơi? Thấy khỏe có em à. Không thấy khỏe luôn. À, đúng rồi. Quá khỏe luôn. Mà khỏe nghe mà cái đầu ông đủ không? Bạn ơi, chơi này khỏe hơn leo núi rồi. Tôi thấy cái áo ông ngưỡng lắm rồi đấy hả? Đúng rồi, tao khỏe lắm mà. Vậy muốn chơi chơi tôi nói đi, đừng chơi chơi nữa. Khỏe không? Tao dở. Chơi im á. Nãy đồ chơi nãy là mình đừng bước, mình nhảy luôn nó mới đúng. Nhảy chứ hồi mới cái đầu dính đâu luôn. Không nhảy. Giống như mà chạy nâng cao đùi đúng không? Chứ đúng. Bước chạy như này. Nâng cao đùi á? Ừ. Đó. Rồi lúc đó là tay chân ông đi kiếm mở mắt cái không có cái chân nó nãy giờ cái đầu nó cắm dưới đất là cái chân cái gãy này cái tay để kia không mở mắt ra là đi đụm lại luôn hay quá.
Rồi ra. Sao cắn thấy ngọt ngọt luôn ta mà dai ta? Nhân bén. Thì hả? Cắn ngọt ngào luôn trời. Gan ngày nào tôi cũng mặn nè. Cái này ngọt ngay à, có cái dầu á. Vậy là hầm hầm gan của ta là làm gan của chú Hải Ly cái gì ngồi ơi. Chú Ly vậy hả? Ngày nào tôi cũng ra được ra lành nè. Rồi à. Giống chú Hải Ly cắn cái ngọt ngọt không? Tôi làm chim có bỏ. Các bạn để kỹ coi thẻ cắn các bạn coi thử qua nó cắn ngọt không nha. Cắn mà không có miếng bự đó. Giống như mà kiếm nhật mà chém nha. Ủa là sao nè? Một phát mà quăng ngay ha. Nha, cắn ngọt ngay luôn nha. Không có bự vậy chứ. Rồi tất cả bạn nhớ. Nào cái sực cái đứt ngọt liệm một liệm. Ủa bữa quá ngon hả? Ngọt vô sao? Tại là con mực này là không, lộn vô ăn nãy giật cái hai răng ra ngoài luôn rồi. Cái răng giả nó. Hai mực phản về không? Không, biết sao mực để dài hôm nay. Chẳng ngon thì dài rồi. Nó từ Indo bơi qua Việt Nam mà. Ờ bà đi nó chắc khỏe mà. Đúng rồi, tập thể dục quá. Nó đi kinh mà. Từ Indo bơi qua Việt Nam xong bơi qua trước nhà. Đấy không bơi mấy con gì không? Nó thất vô ly các kiểu mà. Bơi em. Bơi bài ngồi. Bên đâu mà. Các bạn ơi. Nếu như mực này thử thách thằng năm con hơi mệt nha ta. Cái gì vậy? Nghe năm con má hự luôn trời. Bây giờ mua về thằng năm con nặng hết chứ thắng không? Tao thấy con nãy bự mà giờ nó rút về nó săn không? Giờ à, nãy này nặng ký lắm nội. Mà khi mà nó rút lại còn nhiều đó là nó săn lại dữ lắm luôn. Nặng ký lắm. Ừ. Không mà mực này săn không ăn mực mình đâu. Mực phơi phải không? Mực phơi sao đồ mực mình là mực gì vậy? Giống ăn mực phơi sao đồ với mày ca. Mực săn mực mình là gì? Mình là mực gì? Mực ống mình hả? Mực ống hả? Mực ống. Vậy mực này bộ nó mực mực dây vậy gì? Mực mực này mực Indo. Mực này mực Indo nhưng mà kêu là mực ống thôi chứ mà mực dây. Nhưng mà mực kia nó săn hơn. Mực chỉ có mực mực phơi sao đồ mới săn mà. Dữ gì sao? Chừng nào nắng nó mới săn. Mày có mực mua chợ gì mà xẻ phải khô không có chỗ mắc mấy đại đại sao độ phải mực phải sao độ gì cái gì mốt rồi em trai quan gì tự nhiên cái thô bọng như đem vậy cái này đọc suy nghĩ mới hơi thô quá. Ê, nãy giờ tôi không có nói gì đâu bạn. Đâu khô mực gì là sẽ khô không? Đông 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 đông. Nhà tao không có xào đồ, tao mới xào đồ thôi. Đang quan tâm. Để cho anh chỉ cho anh để cây lên xào đồ. Quá rồi, đúng rồi. Đánh trống lãng, tập trung vào mực này. Ủa mực này phơi hàng rào mới ngon cái gì mà quay hay xào đồ được sao? Mực này đâu? Quay du duyên. Tất, tốt, vô chơi gì vậy các bạn? Vô mực nè. Mình vô, các bạn vô mực nè, nhìn thèm nè. Đúng. Đúng rồi. Các bạn nha. Ngon gặp miếng kìa. Ngọt ngọt trời. Mày vô bạn. Cắn ngọt ngọt mày. Trời ơi cái mình nó ngon lắm, có cái đầu á. Đậu dai hả? Nó vẫn giòn ăn im nhưng mà ăn từ từ ngon hơn ăn cái mình này. Đúng. À, ăn im phải không? Ngon lắm. À, đúng rồi, ăn im lặng phải không? Mực nó phải dày mới ngon nè. Đúng. Yếu đuối. Yếu hèn. Tao hay tao có ai biết đâu cái gì bùi vị gì đâu. Trong đường sao cắn miếng thử rồi dài nghĩ sao mà nhìn miệng tàn cột tự nhiên giờ kêu cắn miếng còn hơn sĩ diện bỏ đâu trời. Tao phải có liêm sĩ chứ đâu mà kêu vậy. Không mà còn liêm sĩ đâu. Sao trời liêm sĩ rồi bị cao luôn á. Thằng nào tao nuốt miếng 170 chứ không bây giờ tao xin miếng nào vậy chứ. Thiệt tôi đâu có 170 đâu không. Không liêm. Là phát này. Sống này phải có liêm sĩ nè bạn. Đây vô. Đó. Bắt đầu là nước miếng tuôn trào đó. Tới gì quen. Nước không kẹp phải sạch đấy không? Rõ ràng. Thôi này rồi, ai ăn kia ha. Ừ, đúng rồi, các bạn nha. Bây giờ mình tạm mình ăn như vậy thôi. Đúng. Đúng rồi, nên mình ăn cũng khá nhiều bạn ơi. Nhưng mà ở nhà kìa. Mày tập trung ăn đi. Để mắt nghẹn đi, mệt đi. Chất lượng. Đúng. Bếp đúng là Indonesia đấy, đấy. Mãi đỉnh. Đủ quá rồi. Mãi đỉnh luôn. Vậy là mời bố mày ăn mừng Singapore mày. Không đỉnh đâu. Nói chung là hai con này hồi nay mình chia ra bạn. Đủ quá em trời. Em mình cắt ra. Chứ giờ cắt trên bàn. Ê, mày, hai mày nói là hai mày cưa hai đấu dầu cái vậy. Cưa hai đấu dầu anh em ăn tiếp. Đó. Hai anh em tôi cũng là hai con rồi. Đủ hay lắm. Rồi. Giờ anh em mình. Ê để đây. Chắc kiến cái đi. Để xíu rồi, mình ăn tiếp. Thì Te và Pin ăn mực Indo mà. Thì anh em mình cũng. Vô nhà ăn mực. Vô may mắn thôi. Vô chẳng ăn mực phải sổ đồ nhau cao. Yeah. Hay quá. Và trong cái clip hôm nay anh em mình sẽ bắt tại đây nha. Nếu tất cả các bạn thích clip trò chơi hôm nay thì các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ cho anh em mình. Và điều quan trọng các bạn hãy bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.